duyên xuất gia của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa, họ Bạch, tên Ngọc Thư, còn gọi là Ngọc Hỷ, cha tên Phú Hỷ, cả đời cần kiệm, chuyên nghề nông, ân mẫu họ Hồ, suốt đời ăn chay niệm Phật, không hề gián đoạn, mấy chục năm như một ngày. Hòa Thượng Tuyên Hóa từng kể lại lý do xuất gia của mình như sau. Trước 12 tuổi tôi rất bướng bỉnh. Bướng bỉnh đến mức nào, hễ ai chọc tôi là tôi liền khóc. Và một khi đã khóc thì không biết bao giờ mới nín. Cha mẹ nói cũng không được, tôi không nghe lời và chỉ làm theo ý mình. Nhiều lúc tôi không chịu ăn không uống, cứ vậy mà kêu khóc. Cha mẹ tôi đành chịu thua, không cách nào nói tôi nghe. Lúc đó tôi biết rằng cha mẹ thương tôi nhiều lắm. Khi thấy tôi không chịu ăn uống thì hết sức mềm lòng mà chiều theo ý tôi. Thời gian đó tôi bất hiếu đến độ như vậy, chẳng đếm xỉa gì đến nỗi vất vả cha mẹ. Đây nghĩ lại thấy quả thực tôi hư đốn quá. Năm tôi 12 tuổi, một hôm cùng lũ trẻ cùng làng ra ngoài sớm chơi, tôi có dịp trông thấy thi thể một đứa bé. Tôi chưa thấy điều đó bao giờ nên tôi nghĩ rằng đứa bé đang ngủ, nhưng gọi nó thì nó không tỉnh, hai mắt thì nhắm, hơi thở không còn. Tôi vô cùng khó hiểu. Về nhà, tôi đem chuyện hỏi mẹ tôi tại làm sao đứa nhỏ đó lại ngủ ở ngoài đồng. Mẹ tôi nói đứa trẻ đó chết rồi. Tôi hỏi tại sao lại phải chết, vậy làm sao để không chết? Khi đó một người họ hàng nói, nếu muốn không chết thì chỉ có xuất gia tu đạo. Từ lúc đó nghĩ tới cái chết, tôi sợ lắm, tôi không muốn chết. Tôi thấy chuyện sống rồi chết chẳng hay ho gì, và rồi nảy ra ý định xuất gia. Tôi muốn đi tu để thoát khỏi sinh tử. Một hôm tôi thưa với mẹ rằng con muốn xuất gia đi tu, chẳng biết ý của mẹ có ưng thuận không. Mẹ tôi nói đi tu là điều tốt, mẹ không thể cản con. Tuy nhiên sau khi mẹ chết, lúc đó con xuất gia cũng chưa muộn, mẹ đã cho phép tôi đi tu. Tôi vui sướng vô cùng, mặc dù tôi chưa thể xuất gia ngay được. Lúc đó tôi liền cảm thấy ân hận vô cùng. Ngày xưa bản thân đã bất hiếu với cha mẹ, khiến cha mẹ rất buồn phiền, hao tổn nhiều tâm lực vì tôi. Làm sao để báo đáp được ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ? Nghĩ tới nghĩ lui, bèn tìm ra một cách ngu xuẩn là khấu đầu cha mẹ để tỏ lòng sám hối. Tính như vậy rồi tôi quyết định thực hiện cách đó. Ngay khi tôi hướng tới cha mẹ khấu đầu lại xuống, cha mẹ tôi rất đổi kinh ngạc, rồi hỏi có chuyện gì mà phải lạy như vậy. Tôi nói trước đây con bất hiếu với cha mẹ, nay con biết như vậy là sao, nay con lạy cha mẹ. Xưa nay con vốn cứng đầu, đã nói là phải thực hiện kỳ được. Cha mẹ tôi cũng biết tánh nết của tôi nên không ai nói gì cả, cứ để tôi làm theo đúng ý nguyện và chấp nhận tôi khấu đầu 3 lần mỗi sáng và tối. Từ đó trở đi, sáng nào tôi cũng dậy sớm đi ra sân và khấu đầu lạy cha 3 lạy, lạy mẹ 3 lạy. Và tối nào tôi cũng ra sân để lạy cha mẹ mỗi người 3 lạy. Lạy được một thời gian, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi lạy thêm trời và đất. Lúc đó tôi chưa biết có vua trời, vua đất hay vua người, chỉ biết có trời, đất, vua, cha mẹ, thầy học. Bởi vậy, mỗi ngày sáng tối tôi lạy trời 3 lạy, lạy đất 3 lạy, lạy vị nguyên thủ quốc gia 3 lạy, lạy cha 3 lạy, lạy mẹ 3 lạy, lạy vị thầy giáo tương lai 3 lạy. Tôi khấu đầu lại như vậy trong một thời gian. Sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ nên tôi lạy thêm các vị đại hiếu trong thiên hạ, các vị đại thiện trong thiên hạ, các vị đại hiền nhân, các vị đại thánh nhân. Về sau tôi lạy thêm các vị thiện nhân trên toàn thế giới, các vị bất thiện trong thiên hạ. Khi lạy trời, tôi cầu cho những kẻ đại ác, những kẻ xấu nhất được cải ác ra thiện, tất cả thành người tốt. Số lạy mỗi ngày càng tăng thêm, cho tới 830 lạy. Mỗi lần lạy kéo dài tới 2 giờ rưỡi.
sáng một lần, tối một lần, tổng là 5 tiếng mỗi ngày. Bất luận là ngày có gió to hay mưa lớn, tôi vẫn lại ở ngoài sân, ngay cả trong mùa đông tuyết rơi. Tôi vẫn cứ lại ở ngoài sân, tôi còn lại trời, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trải qua mấy năm khấu đầu lại như vậy, cho đến khi mẹ tôi qua đời, tôi thủ hiếu ở bên mộ mẹ 3 năm và vẫn tiếp tục lại đến hết thời gian thủ hiếu. Sau đó tôi xuất gia và nghiên cứu kinh điển. Tôi nhận thấy rằng kinh điển Phật giáo quả là một kho tàng phong phú nhất, hoàn thiện nhất, nhất là các tôn giáo khác không có được, không có gì có thể so sánh được. Trước khi xuất gia, tôi cũng đã từng tham gia các hoạt động của các tôn giáo khác, như tham dự các buổi lễ của Cơ Đốc giáo, của Thiên Chúa giáo và các pháp hội của các ngoại đạo khác. Nhưng nói chung, nếu nghiên cứu đến chỗ rốt ráo để tìm ra phương pháp liệu thoát sinh tử thì thật là thất vọng. Vì giáo nghĩa các tôn giáo này không đi đến cứu cánh. Tuy nhiên, người ta nhận thấy rằng Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo lại được nhiều người biết đến và tin theo. Tại vì sao? Bởi Tân Ước và Cựu Ước đều được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ. Và ý nghĩa thì đơn giản, mọi người dễ hiểu. Còn Phật giáo thì ý nghĩa tuy đạt đến chỗ viên mãn, nhưng kinh văn thì quá cao siêu, vượt tầm mức của người bình thường, nên ít người tin theo. Do đó tôi liền phát nguyện đem tất cả Tam Tạng 12 phần giáo dịch thành văn bạch thoại, rồi là dịch toàn bộ thành tiếng của các nước trên thế giới. Một phát nguyện liều lĩnh, bởi tôi đâu có biết tiếng, cũng không có cơ hội học những ngôn ngữ này, lại không có đủ trí tuệ để hoàn thành, chẳng hiểu rồi tôi có thể thực hiện được không. Năm 1968, tôi đến Hoa Kỳ để hoằng dương Phật Pháp. Tới lúc nhân viên thợ đủ, các đệ tử người Mỹ bắt đầu phiên dịch kinh điển để hoàn thành lời nguyện của tôi. Sau nhiều năm cố gắng, thành tích đạt được khá tốt đẹp, nhưng mục tiêu vẫn còn rất xa. Mong mọi người hãy cố gắng nỗ lực, chăm chỉ hơn. Dịch kinh là công việc của thánh nhân, một việc thanh cao tột bậc. Tam Tạng 12 phần giáo nghĩa mà dịch hết thì công đức không gì sánh bằng. Hôm nay có một vị Phật tử phát nguyện dịch kinh ra tiếng Anh, khiến tôi nhớ lại lời phát nguyện năm xưa. Tôi hy vọng các đệ tử của tôi đồng lòng hiệp lực để hoàn thành lời nguyện đó. Ha ha ha,